Sao vậy chị cô chú? Hôm nay em định quay quay đồ vòi sen nhà tắm này, quay cái viện chị cô chú xem mấy vòi đang bán ở đây cho tô rồi Vinat ly xin thử. Trên đầu là cái bộ ly xin rất là đẹp, cái hoa sen rất là to. Đó, cái này thì có giá tầm trên 6 triệu Việt Nam đồng về Việt Nam. Cái vòi này thì hơi ngắn, đây là cái hàng trưng bày thôi, cái vòi ngắn nhưng mà thực tế vòi nó vòi tận tận 2m2 cơ. Người ta có ghi là vòi 1m2 đến 2m2. Còn bộ này thì của Toto giá tầm 6 triệu rưỡi gì đó. Bộ bên dưới này là của Inat, này thì cũng tầm trên 5 triệu. Này thì lắp đựng này. Có hai ốc bắt như chân răng mình, chân răng giả. Còn đây là cái gật gù lavabo này. Đấy, gồm gãy vòi rửa bát này. Một bộ lavabo rửa bát như thế này. Có lôi như thế này. Có giá tầm 2 triệu rưỡi cả bộ. Còn nếu mà một cái mình cái này không à, thì có 9 sen tầm 2 triệu gì đó. Đây, bộ này thì bộ thông dụng của cái thằng Sunny. Con này cũng khá đắt, có giá là tầm 2 triệu rưỡi gì đó chưa cước. Gồm vòi sen. Đây, vòi rửa tay. Rồi hai chiều nóng lạnh. Trên là một bộ Toto. Hàng này là hàng giá đang còn ưu đãi này. Vàng này, tem vàng bị thấy mình nó vàng này. 27 tới tầm 5 triệu gì đó. Có tiết kiệm nước. Áp lực rất là mạnh, tăng áp lực vòi này. Nó rất to, fan rất là to, cũng fan bằng bàn tay luôn. Thì có khống chế nhiệt này, 40 này, thấy được 40 độ này. Hai chiều nóng lạnh này. Đây là vòi nước tia hay là nước chạy theo dòng này. Đây, rất đẹp. Trên này là một bộ Inat số 56, giá tầm 3 triệu rưỡi đó chưa cước. Rất là đẹp, tất nhiên là làm bằng thép. Đây thì không thi ghi chi tiết nhưng mà các cái thép hợp kim không gỉ của Nhật này thì rất là tốt. Kể cả em bán hàng bãi đấy, quý vị cũng có thể thấy là nó rất, vẫn còn rất là đẹp và bên trong nó không hề bị han gì một tí nào luôn. Sunny thì nó rẻ hơn một chút, nhưng mà dòng Sunny này thì Sunny bây giờ nhiều hàng cũng rất là cao này. Đây, giá cao hơn cái thằng của Toto nhiều luôn, cùng một mẫu tương tự nhé. À, cao hơn thằng DC Ninat này. Mẫu tương tự nhé. Mà Sunny nó cao hơn rất nhiều, cao hơn tận 6.000, cao hơn 1 triệu. Và Toto là cao hơn cả Toto này. Và sẽ rất là đẹp này. Vị thể ưng sản phẩm nào thì có thể chụp ảnh lại gửi cho em sẽ đặt cho quý vị nhé, mua tận tay luôn, hàng thật là thật cho quý vị nhé. Đây là tại cửa hàng bán đồ gia dụng của Nhật. Các cái mẫu đây thì em quay từ từ lướt một thể các cái mẫu cho quý vị anh chị cô chú có thể là chọn xem các mẫu rồi ưng cái nào thì có thể liên hệ với em. Cái này đắt, Toto này đắt nhất trong cái hội này thì nó có giá là 4 man thì tương đương tầm 6 triệu rưỡi 7 triệu chưa cước. Nó con này thì rẻ này. Này thì tầm 2 chưa đầy 3 triệu. Giữa này là các bộ dạng thông lưa thông thường. Còn trên này các bộ kiểu khống chế nhiệt. Giữa này các bộ thông thường quý vị nhé, rẻ hơn chút nhưng mà mấy cái này thì giá nó cũng tương đương nhau à. Bộ này và cái bộ này thì giá cũng gần như nhau. Một dạng khống chế nhiệt và một dạng thông thường cũng tương tự nhau. Sang bên này các lavabo này, lavabo bồn rửa mặt đây quý vị. Đấy thì hàng này là của hãng gì đây, Sunny à, không phải Sunny là của hãng gì đấy đó. Không ghi hãng gì mã là ML561HE. Mã thông thường hiện tại nhà cũng đang dùng cái dạng như thế này, kiểu dạng như thế này, đời cũ. Giá thì cái này cũng khoảng tầm gần 3 triệu. Còn cái giữa này thì nó theo kiểu khống chế nhiệt 2 chiều nóng lạnh riêng như này. Trên này thì
Dạ, thông thường có sẽ vặn sang bên này là nóng, sang bên này là lạnh. Đấy, con này thì giá đã giảm rồi mà vẫn còn tầm 5 triệu, rất là hầm hố. Con này còn hầm hố hơn nữa, con này cũng tầm 6 triệu rưỡi này. Đã giảm này, lisin này, khổng chữ nhật đấy, 40 này, hai chiều này, nóng này. Ở đây là chạy theo dòng, ở đây chạy theo sen này, chạy giữa này, đây là chạy giữa này, sen. Đây là cái lavabo nha quý vị nhá, lavabo cổ ngỗng rồi lavabo thông thường này. Cái này là rửa bát à, có lôi ra rửa bát này. Đấy. Đây, inat này, inat này thì có giá là 9 triệu, đắt thật, cổ ngỗng rửa bát này đắt thật. Lavabo này, lavabo này có tầm Sunny có giá tầm 3 triệu rưỡi này. Thế này thì các cái dạng nhà tắm, sau này em có thể nó chia ra nhà tắm riêng, lavabo riêng, nhưng mà nó bỏ xen kẽ hết. Cái này thì của Sunny, Sunny bây giờ nhiều dòng rất là đắt. Trước em có về em cầm tận tay về thì mấy dòng này rẻ hơn chút, về thì giá gần như là giá mua 2 triệu rưỡi, vậy là tầm lấy 100.000-200.000 tiền công cầm. Còn bây giờ giá như này mua là tên 3 triệu rưỡi rồi, bây giờ nó lên giá thật. Xin chào, nó sale quá. Nếu quý vị có nhu cầu mua mấy hàng này làm nhà mới thì liên hệ em sẽ săn sale. Thi thoảng có dịp sale, ví dụ mùng 5 tháng 5, chuẩn bị 5 năm có sale 20, mùng 30 tháng 4 một năm không, bên này thì không, nhưng mà mùng từ mùng 2 tháng 5 thì họ vào kỳ nghỉ Golden Golden Week của bên này á, thì có sale, lúc đấy thì em sẽ săn sale được. Nên các cái nhớ rất nhiều dạng lavabo inox đẹp thì em sẽ quay đây một loạt, thì tại vì nó nhiều quá mà nhân viên ở bên cạnh này, em không dám review nhiều họ ra, vì đây là cấm quay. Nên quay gọi là quay tranh thủ thôi. Thì quý vị có những câu sản phẩm nào thì cứ chụp ảnh lại, em sẽ đặt về cho quý vị nhé. Đây, em xin chấm dứt video tại đây, em ra thanh toán không thì hết giờ.